Kính thưa quý vị, chạy theo sự phát triển của công nghệ, ngày nay việc nấu nước sôi nhanh chóng đã không còn quá khó với nhiều người. Thay vì bật bếp ga đun nước hay đốt củi như ngày xưa, thì bây giờ chỉ cần một chiếc bình đun sôi siêu tốc, chúng ta đã có nước nóng ngay tức khắc. Tiện ích là thế, nhưng ngày nay trên thị trường các loại bình siêu tốc đang được bán tràn lan với nhiều mức giá khác nhau và chất lượng thì cũng không được kiểm soát. Vì thế nên tai họa do loại bình này mang đến cũng không ít. Cụ thể ra sao? Mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Đúng như tên gọi, bình đun siêu tốc giúp đun sôi nước nhanh chóng, tiết kiệm một nửa thời gian so với cách nấu thông thường. Bên cạnh đó là thiết kế hiện đại, gọn nhẹ, phù hợp với mọi không gian, chính là những ưu điểm của chiếc bình này. Cũng như những món đồ gia dụng khác, khi được dùng trong sinh hoạt hàng ngày, người tiêu dùng sẽ cảm thấy thân thuộc, an toàn và dần mất đi cảnh giác. Sự chủ quan này cũng chính là mối nguy hại chết người. Đây là đoạn clip ghi lại hình ảnh bình đun siêu tốc bốc cháy ngùn ngụt. Theo người đăng tải, khi vừa cắm phích điện thì đã xảy ra vụ việc. Rất may, người nhà ứng phó kịp thời, không để lửa bắt sang vật dụng khác. Cũng theo người này, chiếc bình được mua trên mạng với giá 100.000 đồng. Mới đây tại Cà Mau, xảy ra vụ việc trò rỉ ấm đun nước siêu tốc gây tai nạn điện giật. Nạn nhân 14 tuổi tử vong tại chỗ. Trước đó, trong năm 2016, đã xảy ra liên tiếp 3 vụ giật điện liên quan đến bình đun siêu tốc. Từ những tai nạn thương tâm trên có thể thấy, nếu sử dụng bình đun nước bằng điện không đúng cách thì đó đích thị là một sát thủ giấu mặt. Có một số sản phẩm nó làm kiểu như là không được chất lượng, cho nên là gây ảnh hưởng tới cháy nhà với mức nguy hiểm. Và khi mà đun sôi mà nếu mà người dùng không sử dụng, không lưu ý sử dụng độ nước quá nhiều thì nó sẽ tràn ra ngoài và có thể ảnh hưởng tới điện. Mình cũng xài nhưng mà hiện tại mình đã bỏ, bởi vì nó không an toàn. Thứ nhất là xảy ra cháy nổ, thứ hai là nó sẽ xảy ra hiện tượng giật điện khi mà mình dở ra hoặc là đóng cái đó vào. Theo chuyên gia, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn từ bình đun siêu tốc. Những cái vụ cháy nổ ở bình nước siêu tốc, thứ nhất là sử dụng sản phẩm chất lượng kém, thứ hai là nó quá tải, thứ ba là có thể là cái bình nó bị chập chạm ở trong, thứ tư đó là cái người sử dụng có khi là người ta đổ nước vô rồi xong rồi nấu xong rồi mình quên đó, để lâu á thì có khả năng nó cạn nước, các đôi len nó không có nhảy thì nó sẽ làm cho điện trở nó quá nhiệt gây cháy nổ. Có thể có một nguyên nhân nữa là cái bộ phận mà cách điện của cái bình nước đó, nó kém chất lượng hoặc sử dụng lâu ngày nó bị cháy đi, nó làm cho rò cái phần điện ra cái vỏ của cái bình thì vô tình sẽ là làm giật cái người sử dụng. Đáng nói hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bình đun siêu tốc đủ mọi giá thành và thương hiệu, tuy nhiên không thiếu những loại hàng trôi nổi. Ngoài vấn đề cháy nổ, đáng lo ngại nhất chính là sức khỏe người dùng. Chúng ta biết rồi, bình siêu tốc là đun nước nóng ở cái nhiệt độ cao, như vậy thì nó phải an toàn khi mà nước nó đun lên ở nhiệt độ cao. Những cái chất mà tiếp xúc phải không có gây độc cho con người. Vậy thì những cái bình giá rẻ thì trong đó rất có nhiều những cái kim loại nguy hiểm cho con người. Và khi mà ở cái nhiệt độ cao đun lên thì những cái chất đó nó sẽ phơi nhiễm vào trong nước mà chúng ta sử dụng. Mà chúng ta biết rồi, khi mà chúng ta phơi nhiễm với một cái lượng kim loại và ngày từ ngày này qua ngày khác thì đầu tiên là tổn thương các cơ quan. Mà một trong những cơ quan chúng ta dễ bị ảnh hưởng nhất là thần kinh, là gan, là thận, là tim mạch. Về lâu về dài, ngoài cái chuyện ảnh hưởng đến những cơ quan thì nó còn gây biến đổi hoạt động của các cơ quan và dẫn đến quá trình ung thư hóa. Ngoài ra, thói quen trữ nước sôi để nguội trong bình đun siêu tốc rất có hại. Sau 2 tiếng, nước sẽ sinh ra vi khuẩn và số lượng vi khuẩn tăng lên gấp đôi khi nước được đựng trong bình kính. Nếu như mà chúng ta cứ để trong cái bình đun từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, thì cái nước nóng và khi nó thay đổi nhiệt độ thì cái nguy cơ mà nhiễm từ ở bên ngoài môi trường vào thì vẫn có thể có. Thứ nhất là nhiễm bụi nè, trong những cái bụi của môi trường. Thứ hai là nhựa nhiễm những cái vi sinh, những cái vi khuẩn, những cái vi sinh vật của môi trường và có thể gây tình trạng ngộ độc và nghe nghiệm trạng nhiễm trùng tiêu hóa. Dù là đồ gia dụng thông thường cũng có thể trở thành sát thủ giấu mặt. Vì thế, hãy là người tiêu dùng thông minh, tránh rước họa cho bản thân và gia đình.